chua, dưa leo với thêm vài cọng ngò rí cho nó đẹp mắt một chút. Rồi cái món này bạn, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ làm một cái các bạn khô có lóc chiên mặn ngọt. Thì mình đây là chuẩn bị có một con khô rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cắt con khô này ra làm hai và mình đi luộc sơ với nước nóng. Luộc sơ để giữ cái độ mềm của bên trong của miếng khô á. Bây giờ bắt đầu mình đi cắt con khô này ra. Cắt như thế này nè, cho nó dễ luộc. Rồi mình cắt như vậy đi cho dễ luộc. Giờ bắt đầu mình sẽ bắt cái chảo nước lên mình luộc. A few moments later. Rồi mình cũng đã bắt một cái chảo lên, giờ mình sẽ chờ cho nước nó sôi và mình luộc sơ cái con khô này ra cho nó mềm bên trong. Luộc sơ thôi nha các bạn. Rồi bây giờ sôi rồi, giờ mình sẽ bỏ khô vào. Mình luộc sơ qua cho nó mềm thôi, không cần chín lắm. Rồi mình luộc sơ như vậy cũng đã được rồi nè các bạn ơi, nước nó sôi lại là được rồi. Giờ mình sẽ vớt nó ra để cho ráo nước và mình sẽ đi chiên. Vớt hết ra để cho ráo nước đi. Rồi khô cá lóc thì mình cũng đã để cho ráo nước và mình đã cắt ra từng miếng nhỏ như vậy nè mấy bạn. Từng miếng vừa ăn được rồi, vừa ăn nó dễ gấp nữa. Bây giờ mình sẽ cho cái chảo dầu nóng lên rồi mình sẽ đem chiên. Mình đã Chiên bắt cái vàng hả chảo các rồi. bạn, dầu cũng chuẩn bị nóng luôn, chờ một chút nữa dầu nóng mình sẽ chiên. Rồi chảo dầu đã nóng, mình hạ lửa nhỏ xuống và mình sẽ chiên. Chiên từ từ thôi nha các bạn, để mình chở chiên nhiều quá chở không kịp nó khét. Lấy cái chảo nhỏ này, mình để dầu cho nó đỡ tốn dầu. Mình chiên như vậy đó cho nó vàng hai mặt. Và đồng thời mình sẽ chiên hết luôn nha, chiên hết cái số khô đó luôn. Khô cá lóc á, các bạn thường là người ta phơi nó khô quá, thành ra là nó cứng dữ lắm. Nếu mình chiên cái nữa là nó cứng, mình ăn nó khó ăn. Cho nên mình luộc, luộc sơ qua cho nó mềm bên trong. Rồi mình để ráo nước mình chiên lại cái bên ngoài cho nó vàng ở bên ngoài, cho nó giòn ở bên ngoài, ở trong vẫn mềm mại nha. Rồi này các bạn ơi, khô cá lóc mình đã chiên xong hết rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó vàng ngon không? Ở trong thì nó mềm nha. Rồi bây giờ bước tiếp theo nữa mình sẽ đi làm nước sốt. Thì mình làm đây là nước sốt mặn ngọt. Còn bạn nào ăn chua ngọt thì mình làm nước sốt có giấm với đường. Còn mình ăn mặn ngọt thì nước mắm với đường. Giờ tiếp theo mình sẽ đi bằm tỏi ớt và làm nước sốt luôn. Rồi mình sẽ làm nước sốt thì mình sẽ cho vào chén là một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Rồi mình cho vào một muỗng canh nước mắm. Rồi mình cũng sẽ cho vào một ly nước nước ấm nè các bạn, để mình đánh cho nó hòa tan. Rồi mình cũng sẽ cho vào đây là hơn nửa muỗng canh dầu hào để nó giữ được cái độ bóng của miếng khô cá lóc của mình đó, độ bóng và nó mềm nữa, thơm nữa. Mình sẽ đánh hòa tan ra hết. Giờ tiếp theo mình sẽ đi bằm tỏi, bằm ớt. Rồi tiếp theo mình sẽ bắt cái chảo lên để dầu vô cho nó, chờ dầu nóng mình sẽ phi tỏi ớt cho nó vàng thơm nha các bạn. Rồi cái chảo nó đã nóng dầu và cho tỏi và ớt vào phi, giảm lửa nhỏ thôi nha mấy bạn, phi cho nó vàng cái mình để nước sốt vô. Để nước sốt vô rồi mình quậy cho nó sánh kẹo lại cái mình để khô vô. Rồi tỏi ớt đã vàng, bây giờ mình sẽ cho hết cái chất hỗn hợp này vô. Giờ mình chờ cho nó có cái độ sánh lại nha, chờ độ sánh lại.
Trong lúc này có thể là mình nêm nếm được luôn cái khẩu vị luôn nè, tùy theo mặn mặn nhiều hay là ngọt nhiều trong lúc này mình nêm được. Giờ để cho cái khô nó có cái màu đỏ đẹp hơn thì mình để thêm vào đây một chút xíu tương ớt nè các bạn, cho nó có cái màu đỏ nha. Rồi nước sốt nó đã sánh kẹo rồi, bây giờ mình cho hết cái khô vào. Mình sẽ trở đều lên cho nó bám đều gia vị vô miếng khô nha. Rồi bây giờ khô nó đã sánh kẹo lại ba cái nước sốt hết rồi các bạn ơi. Đó. Giờ mình để trang trí cái dĩa có dưa leo, cà chua với ngò rí á, mình sẽ cho nó ra dĩa nha. A few moments later. Cái món khô cá lóc chiên sốt mặn ngọt của mình đã xong rồi nè các bạn. Mình đã trang trí ra là cái dĩa cà chua, dưa leo với thêm vài cọng ngò rí cho nó đẹp mắt một chút. Rồi cái món này bạn ăn cùng với cơm nóng đó các bạn, rất là ngon luôn. Hay là đãi cho anh em bạn bè đó, tới nhà đó, mình sẽ làm món này rất là cấp tốc, nhanh lẹ mà ngon nữa nha các bạn. Rồi vậy là video mình đến đây cũng đã hết rồi nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video của mình nha. Mình sẽ hẹn